giới thiệu dự án nâng cao năng lực sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Đây là buổi phát thanh xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm kể từ 2011-2016. Ngày 12 tháng 7 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 trên TTG-QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam.